chào tất cả các bạn đã đến với video đầu tiên trong series học DaVinci Resolve cơ bản cùng Tú Thanh Thì trong cái video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể tải được DaVinci Resolve Và có những cái phiên bản DaVinci Resolve nào để chúng ta có thể sử dụng Thì đầu tiên các bạn sẽ lên mạng và các bạn search cho mình cái website Blackmagic Design như thế này Và các bạn tìm cụm từ DaVinci Resolve Ở đây thì cái phiên bản mới nhất của DaVinci đó là phiên bản DaVinci Resolve 18 thì các bạn có thể sử dụng cái DaVinci này ở phiên bản free tức là chúng ta không cần mất phí và bị giới hạn một số tính năng ngoài ra các bạn có thể mua bản quyền để ủng hộ hãng với cái giá khoảng tầm 295 đô cho phiên bản DaVinci Resolve 18 này còn không các bạn có thể download cái phiên bản DaVinci Resolve Studio ở ngay dưới phần mô tả bên dưới video này ở YouTube của mình để các bạn thể cài đặt phiên bản đầy đủ của nó mà chúng ta không cần mất phí. Thì nếu như chúng ta chỉ muốn sử dụng phiên bản free thì các bạn chỉ cần click vào mục free download now ở đây. Sau khi các bạn click vào thì các bạn sẽ có hai cái tùy chọn DaVinci cho Mac và DaVinci cho Windows và thậm chí là cả Linux thì ở đây chúng ta không dùng Uh, bản quyền chúng ta không bản quyền thì các bạn không download cái phần phía bên này và các bạn sẽ download ở phần DaVinci Resolve 18 này thôi và các bạn sẽ lựa chọn cho nó phù hợp với cái hệ điều hành mà các bạn đang sử dụng thì ở đây giả dụ chúng ta có Windows chẳng hạn thì chúng ta chọn Windows thì cái trang nó sẽ chuyển chúng ta qua một cái giao diện đăng ký tài khoản Thì các bạn có thể đăng ký tài khoản này hoàn toàn free Và sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin cũng như đăng ký Thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái mục đăng ký và download ở đây Thì các bạn sẽ có link để tiến hành quá trình download cái bộ setup về Và chỉ việc tiến hành có chạy cái file setup để tiến hành cài đặt phần mềm này Chính như vậy là vừa rồi chúng ta đã đến với cái video bài học đầu tiên Tức là làm thế nào để chúng ta có thể tải được DaVinci Resolve và có những cái phiên bản cơ bản nào để chúng ta có thể sử dụng hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp một số các cái thắc mắc cơ bản trước khi chúng ta tiến hành cái quá trình gọi là học với phần mềm davinci để biên tập video thì mình nghĩ rằng là cái câu hỏi đầu tiên mà các bạn sẽ đặt ra đó là máy tính như thế nào thì chúng ta có thể chạy được cái phần mềm DaVinci như thế này. Thì đối với những bạn nào đang sử dụng máy tính Windows hay là PC hay là laptop thì chúng ta sẽ phải có cái cấu hình là từ Windows 10 trở lên đối với phiên bản DaVinci Resolve 18. Và các bạn nên có tối thiểu là khoảng 16 GB để có thể chạy tương đối tạm tạm và ổn định đối với DaVinci còn hãng khuyên cáo chúng ta nên có từ 32G trở lên để có thể chạy được các cái uh, ứng dụng như là Fusion tức là để tạo các hiệu ứng ở trong video và chúng ta nên có một cái card màn hình hay gọi là GPU có tối thiểu dung lượng là 2 gb VRAM thì thực sự thì DaVinci là một phần mềm sẽ tận dụng rất là nhiều các cái phần cứng của card màn hình hay GPU bởi vậy thì nếu như mà các bạn đang sử dụng DaVinci thì các bạn nên có cho mình một cái các màn hình thật là mạnh và có thật là nhiều VRAM nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất là tốt trong quá trình các bạn preview cũng như là quá trình các bạn render file video khi chúng ta tiến hành biên tập và chúng ta có thể sử dụng cả màn hình của Nvidia hay là AMD hay thậm chí là Intel GPU đều được thì DaVinci nó đều hỗ trợ cho chúng ta đầy đủ tất cả các cái hãng phổ biến nhất hiện nay để chúng ta có thể tiến hành sử dụng. Còn cái câu hỏi thứ hai mà các bạn có thể gặp khi các bạn tiến hành quá trình biên tập video với DaVinci, đó là các bạn sẽ nghĩ rằng là liệu phần mềm này có quá là phức tạp để chúng ta tiến hành quá trình biên tập video không? Khi so sánh nó với những phần mềm khác như là Adobe Premiere hay là Final Cut hay là vân vân, thì thực sự thì mỗi phần mềm nó sẽ có một cái thế mạnh khác nhau. Và đối với DaVinci thì mình nghĩ rằng những ai À, thực sự mong muốn có một cái phần mềm all in one tất cả trong một như là chúng ta có thể biên tập video này chúng ta có hệ thống chỉnh màu chuyên sâu này có thể làm hiệu ứng với fusion này hay là vân vân thì davinci là một phần mềm áp dụng tương đối tốt cho chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta làm việc thay vì chúng ta phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau tuy nhiên thì sẽ có một số bạn nếu như đang sử dụng Premiere hay Final Cut khi các bạn chuyển qua DaVinci các bạn sẽ thấy cái giao diện của nó hơi bị giống một chút à, cách quản lý sao file hay là các thứ nó vẫn lòng hoàng thì đấy là cái chuyện rất là bình thường khi đối với những ai lần đầu tiếp xúc với DaVinci tuy nhiên thì các bạn chỉ cần mất một thời gian nhất định thôi thì các bạn sẽ thấy rằng DaVinci là một phần mềm rất là hay và cực kỳ thú vị và mạnh mẽ trong quá trình chúng ta biên tập video và cái hiện tượng crash của nó thì theo cái đánh giá và sử dụng suốt một quá trình dài của mình thì nó ít crash hơn so với là chúng ta sử dụng Adobe Premiere hay là các thứ vân vân. Đấy nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng câu hỏi cuối cùng mà các bạn sẽ thường gặp khi mà các bạn biên tập video ở trên DaVinci đó là thế liệu máy tính của chúng ta hơi yếu thì liệu chúng ta có thể dựng được video trên DaVinci không? À, đối với tất cả các cái phần mềm dựng video hiện nay kể cả Premiere hay là Final Cut À, vân vân thì các bạn đều có thể sử dụng những cái máy tính có cấu hình hơi yếu một chút nhưng vẫn có thể dựng được bằng cách chúng ta có thể sử dụng tính năng proxy để tạo những cái bộ file đệm có cái dung lượng nhẹ hơn để cái cấu hình máy tính của chúng ta yếu vẫn có thể preview được và có thể chạy được trong quá trình chúng ta biên tập video Tuy nhiên thì cái máy tính cấu hình yếu ý, nó sẽ có một cái nhược điểm Đó là khi các bạn dựng có thể chạy DaVinci, chạy Premiere Chúng ta có thể tạo được những cái file proxy Nhưng lúc xuất file thì đương nhiên là cấu hình máy tính yếu Nó sẽ khiến cho các bạn xuất file bị chậm hơn Thì đấy mình nghĩ rằng là những câu hỏi cơ bản nhất Mà các bạn sẽ thường gặp trong quá trình các bạn tiến hành Học và biên tập video với DaVinci Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau Xin chào tất cả các bạn Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo project ở trong phần mềm DaVinci Resolve. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ search cái à, giao diện hay cái icon của cái phần mềm DaVinci Resolve nó sẽ có biểu tượng ba cánh hoa như thế này. Xong các bạn click vào nó. Thì trong cái video bài học này chúng ta sẽ sử dụng phiên bản DaVinci Resolve Studio 18. Các bạn à, có thể download ở cái bài học trước mà mình có giới thiệu với các bạn rồi. Sau đấy thì chúng ta sẽ có giao diện làm việc của cái phần mềm này. Thì các bạn sẽ có một cái mục ở đây tức là cái project gần nhất hay cái project cũ mà chúng ta đã tạo để có thể vào nó, các bạn chỉ cần click đúp vào đây thì chúng ta sẽ vào trong cái phần project này. Còn nếu như chúng ta chưa có một cái project nào thì cái phần này nó sẽ trống rỗng và chúng ta sẽ có hai cái nút để tiến hành tạo và mở project. Một cái nút là open là nơi để các bạn mở những cái project mà các bạn đã làm sẵn hay các bạn lưu ở những cái ổ khác thì chúng ta click vào đây và tìm đến nó ở đúng đường dẫn thứ hai đó là chúng ta sẽ click vào nút new project để chúng ta có thể tạo project mới thì bây giờ các bạn sẽ click vào cái nút new project này đây các bạn click vào thì chúng ta sẽ có một cái bảng được gọi là đặt tên thì ở đây chúng ta sẽ đặt tên là học dựng video cơ bản với davinci như thế này sau đấy các bạn ấn vào nút tạo để chúng ta tiến hành quá trình tạo ra cái project mới. Đây các bạn click vào. Thì sau khi các bạn tạo xong thì chúng ta sẽ có mở ra cái giao diện phần mềm cơ bản của DaVinci Resolve. Thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học xong cách đơn giản để có thể tạo và mở một project ở trong DaVinci Resolve. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành quá trình cài đặt một số các cái thông số cơ bản ở trong DaVinci Resolve trước khi chúng ta tiến hành cái quá trình biên tập và hậu kỳ video. Bước đầu tiên các bạn sẽ vào DaVinci Resolve, các bạn vào mục Preferences. Sau khi các bạn đã vào mục này, chúng ta sẽ có mục đầu tiên là Memory and GPU thì mục này có tác dụng là để chúng ta kích hoạt cái tính năng sử dụng cam màn hình của chúng ta thì nó có hiển thị cái thông số memory mà phần mềm có thể sử dụng khi sử dụng với cái cam màn hình hay là GPU các bạn có thể để mục này auto hoặc tùy chỉnh bằng tay bằng cách thả cái tích này thì thông thường mình khuyên các bạn cứ để auto thôi là được thứ hai các bạn sẽ có cái mục media storage thì mục này là nơi nó sẽ lưu trữ những cái file đệm ở trong quá trình mà chúng ta tiến hành biên tập video thì các bạn lưu ý là cái mục này các bạn đừng nên để lưu nó vào ổ c các bạn nên lưu nó sang ổ khác bằng cách các bạn ấn vào mục Add ở đây và các bạn chọn nó sang một cái ổ bất kỳ ở phía bên khác để đảm bảo rằng ổ c các bạn sẽ không bị đầy sau một thời gian các bạn tiến hành biên tập đấy, thì nó sẽ hạn chế cái việc đấy chúng ta sẽ có một tiếp theo nữa các bạn cần quan tâm đó là chúng ta có một user ở đây thì ở đây chúng ta có cái mục gọi là UI setting thì ở mục này chúng ta sẽ có cái mục được gọi là language thì cái mục này nó sẽ có cái tác dụng để giúp cho các bạn có thể thay đổi ngôn ngữ thì các bạn có thể có tiếng Việt ở trong cái phần mềm này nhá Tuy nhiên thì thực sự thì mình nghĩ rằng là cái việc sử dụng tiếng Việt ấy nó dịch không hết nghĩa và nó rất là khó dùng nên mình vẫn khuyên các bạn nên sử dụng tiếng Anh trong quá trình sử dụng cái phần mềm này ngoài ra chúng ta sẽ có một cái phần được gọi là project save and load thì cái mục này rất là quan trọng nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tự động save project trong suốt quá trình chúng ta làm việc thì các bạn có thể chọn cái mục project backup ở đây các bạn tích vào và các bạn sẽ chọn thời gian mà cái phần mềm Da City shop này sẽ tự tạo ra một cái bản backup thì ở đây mình sẽ chọn là một phút thôi để tạo một lần và ở phía dưới này chúng ta sẽ có nơi gọi là thì địa chỉ nơi mà cái phần mềm này nó sẽ tạo ra cái folder chứa cái project backup để của chúng ta để nếu trong những trường hợp mà chúng ta chẳng may bị crash này, chúng ta bị uh, sập file hay sập máy tính vân vân thì các bạn chỉ cần vào lại đúng cái đường dẫn này thì các bạn có thể sẽ tìm được cái file mà các bạn mong muốn thì đấy là một số các cái lưu ý về cài đặt cơ bản đối với davinci resolve trước khi chúng ta tiến hành biên tập và hậu kỳ video hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất cả các bạn trong video bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể import hay gọi là nhập file video vào trong phần mềm DaVinci thì các bạn sẽ có hai cách để các bạn có thể làm được việc này ở trong phần mềm. Thứ nhất đó là các bạn sẽ ở cái giao diện media của phần mềm DaVinci hay là cái giao diện mặc định mà chúng ta mở project lên chúng ta sẽ có. Thì các bạn có thể tìm đến cái ổ nơi chứa cái file project của chúng ta hay cái file video mà chúng ta đang định làm hay đang định nhập vào. Đây, ở đây mình sẽ có cái folder là học DaVinci này vào cái folder suộc này Đấy thì mình sẽ có sẵn tất cả các cái file video mà mình đã chuẩn bị sẵn ở đây Các bạn có thể xem trước nó bằng cách click vào Xong các bạn sang phía bên này Đây các bạn có thể xem trước cái file video của chúng ta Nó đang có như thế nào và chạy như thế nào Để các bạn có thể nhập nó vào Thì các bạn chỉ cần kéo và giữ thả cái video này xuống phần no clip in media pool ở đây Là cái file video của các bạn đã được import vào trong DaVinci Resolve Ngoài ra thì các bạn cũng có thể kéo nguyên cả một cái folder xuống phía dưới này đây mình kéo nguyên này và nó sẽ tự động nhận tất cả các file video mà chúng ta đã có ở đây và nó sẽ không bị trùng lập nhé nếu file video này các bạn đã lấy vào rồi thì nó sẽ không bị trùng lập cái đấy thì đấy là cái cách đầu tiên để các bạn có thể import file vào trong phần mềm DaVinci các bạn sẽ có một cái cách thứ hai đó là các bạn sẽ import trực tiếp từ cái giao diện được gọi là giao diện cắt ở đây các bạn click vào thì ở trong cái giao diện cắt này thì các bạn chỉ cần chuột phải các bạn chọn mục import media ở đây xong các bạn sẽ đưa cái video của các bạn đến đúng cái đường dẫn nơi chứa các file video thì sau đấy các bạn sẽ mở cái folder nơi chứa cái video của các bạn ở trên ổ cứng ra đây sau mình bôi tất này mình chọn open thì mình sẽ import được cái file vào trong davinci resolve thì đấy là hai cái cách cơ bản để các bạn có thể import file video vào trong phần mềm davinci hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái timeline hay ở trong Premiere Pro chúng ta thường gọi là sequence, ở trong DaVinci thì các bạn sẽ có hai cái cách cơ bản để các bạn có thể tạo được một cái timeline ở trong DaVinci. Cách đầu tiên đó là các bạn chuyển sang cái giao diện cắt ở đây. Xong, các bạn chuột phải vào cái khu vực trống ở trên này, nơi chứa các cái video mà chúng ta đã import vào. Các bạn chuột phải, các bạn chọn Create New Timeline. Sau khi clip vào thì các bạn sẽ có cái mục đầu tiên được gọi là sát tham code Các bạn thể để bao nhiêu tùy các bạn muốn Thứ hai chúng ta sẽ có mục là timeline name Tức là cái tên thì chúng ta ở đây là học dựng video với Da Vinci. Đấy. ở dưới là nơi các bạn muốn số lượng hiển thị đường video và đường audio thì ở đây mặc định phần mềm sẽ để là một và mục dưới này là mục nơi chúng ta sẽ tùy chọn cái phần âm thanh của nó là mono hay stereo, tức là stereo là hai đường tiếng, hai tai nghe của bạn đều có ta đều có âm. còn nếu mono là chúng ta sẽ chỉ có âm một tiếng thôi, hay là một đường. Sau đấy các bạn ấn vào mục grid thì chúng ta sẽ có cái khu vực giao diện timeline ở dưới đây và các bạn chỉ việc uh, click vào một cái video như này, xong hoặc các bạn kéo và thả nó xuống đây thì các bạn sẽ có cái video ở dưới timeline. các bạn sẽ có một cái cách thứ hai nữa đó là các bạn chuột phải trực tiếp vào trong cái file video ở khu vực lưu trữ xong các bạn chọn cho mình cái mục là Chris new timeline using selected clip ở đây các bạn click vào sau đấy các bạn cũng sẽ có tương tự chúng ta cũng gọi là học dựng video với DaVinci 2 đấy thì các bạn cũng tương tự và nó sẽ hiển thị luôn cái file video của các bạn ở cái khu vực phía dưới này đấy các bạn có thể dịch chuyển cái phần phía trên này bằng cách giữ phím control và dùng con lăn của chuột để các bạn dịch chuyển cái vị trí của nó để tùy chọn sâu hơn các cái tính năng của timeline hay chúng ta gọi là timeline setting thì các bạn có thể vào mục file các bạn chọn cho mình mục project setting ở đây sau đấy các bạn sẽ có thể tùy chỉnh các cái timeline resolution như là định dạng ở đây là chúng ta full hd này chúng ta có thể chỉnh được các cái frame rate vân vân tất cả mọi thứ ở trong khu vực này nếu như các bạn muốn tùy biến phù hợp hơn cái chuẩn timeline setting với cái video của các bạn sau đấy các bạn chỉ cần ấn nút save như thế này là xong thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau học cách đơn giản làm thế nào để tạo một cái timeline ở trong phần mềm DaVinci Resolve. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin cảm tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để có thể cắt thô một file video ở trong DaVinci. Thì ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau học cách làm thế nào để tạo một cái timeline. Ở đây rồi, chúng ta có cái timeline học dựng video cơ bản với DaVinci đây. Sau đó các bạn sẽ click đúp chuột vào cái file video mà chúng ta đã import ở đây Các bạn click đúp vào Thì chúng ta sẽ có một cái khung để xem trước ở khu phía bên phải này Các bạn sẽ có hai cách để có thể xem nó Một là các bạn ấn phím cách ở đây để các bạn thể xem ở trên khung phía bên này Hai là các bạn thể tua nhanh bằng cách để chuột lên cái hình đại diện nhỏ nhỏ ở đây thì các bạn di chuột đến đâu thì cái file nó cũng sẽ di chuyển đến đấy thì đó là hai cái cách để các bạn có thể xem file nhanh thì để xem file chúng ta sẽ kéo cái đường này chẳng hạn đây À, chúng mình chỉ lấy cái đoạn video này chẳng hạn mình lấy ở đây thôi tức là cái cắt thô là gì là chúng ta loại bỏ bớt những cái phần video thừa hay lỗi mà chúng ta đã quay mà chúng ta không muốn lấy nhưng mình lấy ở đây chẳng hạn xong các bạn sẽ bấm phím y để các bạn lấy điểm đầu sau đó các bạn kéo đến cái đoạn mà các bạn muốn lấy ở đây chẳng hạn các bạn bấm phím ô để các bạn lấy cái điểm được gọi là điểm cuối sau đó các bạn sẽ ấn vào cái phím được gọi là smart insert ở đây thì cái file video của chúng ta sẽ được đưa xuống cái khu vực này đây, các bạn sẽ lấy nó đưa xuống khu vực này. Và sau đấy chúng ta sẽ cắt tiếp với một cái file thứ hai chẳng hạn. Đây, click nút vào, xong mình sẽ kéo. Đấy, để xem mình lấy ở đâu. Đây mình lấy từ đây chẳng hạn. Mình ấn phím Y, xong mình ấn phím O để lấy đến cái đoạn mà mình muốn lấy. Đây chẳng hạn. Đây. Đây mình sẽ lấy từ đây. Đây chẳng hạn. Đấy mình chỉ muốn lấy đến đây thôi. Xong mình ấn phím O. Sau đấy các bạn lại ấn vào cái nút Smart Insert là cái file của chúng ta cũng sẽ lại được đưa xuống đây thì đấy là cái cách để các bạn có thể cắt thô và lựa chọn cái đoạn mà chúng ta muốn lấy ở trong video ban đầu Vậy thì làm thế nào để chúng ta xóa bỏ cái phần mà chúng ta muốn lấy này đi thì các bạn đơn giản chỉ cần bấm phím X thôi là nó sẽ trả lại cái phân đoạn ban đầu cho các bạn đấy như mình vừa bấm thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã học một cái cách đơn giản để chúng ta có thể cắt thô cái file video ở trong DaVinci. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin chào các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để edit video ở giao diện edit của DaVinci Như ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái giao diện cắt Nơi chúng ta đã tiến hành cắt thô một số các cái file mà chúng ta đã có Thì bây giờ ở cái giao diện làm việc edit này thì các bạn sẽ click vào khu phía dưới đây Để các bạn có thể chuyển đổi sang cái giao diện làm việc này và chúng ta sẽ có một cái giao diện nơi chúng ta sẽ có hai cái màn hình bên trái và bên phải. Bên trái là nơi chúng ta sẽ xem những cái video mà chúng ta đang định cắt Đây thì đây là cái giao diện nó sẽ preview Và bên phải là nơi hiển thị cái hình ảnh ở những cái video mà chúng ta đã cắt ở khu vực phía bên dưới này Được gọi là khu vực timeline Thì các bạn sẽ thấy đây chúng ta đã có 3 file mà chúng ta đã cắt sẵn ở cái video bài học trước Vậy thì ở trong cái giao diện edit này chúng ta có thể tiến hành cắt thô file không? Có, các bạn cũng có thể tiến hành cắt thô file bình thường Như ở đây chẳng hạn chúng ta sẽ click đúp vào một cái file 62 ở đây Chẳng hạn Xong các bạn sẽ kéo nó đến cái đoạn mà các bạn muốn lấy Đây chẳng hạn mình sẽ kéo đến cái đoạn mình muốn lấy Mình bấm phím Y Đấy xong mình đã kéo đến cái đoạn mình muốn dừng Mình ấn phím O Và sau đấy các bạn nhớ kéo cái đường Ở dưới timeline này, đường thời gian này này Về cuối cái video mà chúng ta đã có Xong các bạn có thể bấm phím F9 Để các bạn đưa cái file xuống đây Hoặc không các bạn có thể click vào cái chữ insert ở đây Để các bạn có thể đưa cái file mà chúng ta đã cắt thô Xuống dưới cái khu vực timeline ở dưới này đây chúng ta sẽ có ở dưới đây Và làm thế nào để chúng ta có thể dịch chuyển được video ở dưới cái khu vực timeline này Để dịch chuyển nó các bạn chỉ cần click vào cái đường video Xong các bạn nhấc nó lên như này Xong các bạn sẽ di chuyển nó đến chỗ mà các bạn muốn Đấy các bạn có thể nhấc lên nhấc xuống và di chuyển nó Đấy để đưa lên hoặc các bạn muốn trồng nó lên trên một cái video khác thì các bạn nhấc lên thôi để lên đây thì phần mềm sẽ tự động tạo cho các bạn những cái đường video 2 hoặc nhắc lên nữa thì đường video 3 đấy các bạn nâng lên hạ xuống thì nó sẽ tự động tạo cho các bạn những cái đường hình và đường tiếng tương thích và làm thế nào để chúng ta có thể co kéo độ dài của một cái video ở dưới cái khu vực timeline này thì chẳng hạn đây mình kéo lên đây chẳng hạn và mình chỉ muốn lấy nó đến đây thì các bạn để cái chuột vào cái điểm uh, đầu của cái video như thế này để nó hiển thị ra cái mũi tên theo kiểu một chiều này xong các bạn co vào đấy thì nó sẽ thu ngắn lại và ở điểm cuối cũng vậy các bạn để như này xong các bạn co ngắn lại thì nó sẽ co ngắn hoặc kéo dài cái video của các bạn ra và nếu như cái video của chúng ta được gắn cùng với một cái video phía trước như này thì các bạn sẽ có một cái tùy chọn nữa là khi các bạn để chuột vào cái điểm giữa hai video thì nó sẽ hiển thị cái mũi tên hai chiều tức là nếu như các bạn co cái bên này ra thì cái bên đằng trước nó sẽ tự dài ra theo cái thời lượng mà chúng ta co hoặc chúng ta đẩy cái này về phía trước chẳng hạn thì nó cũng sẽ tự động co ngắn cái video nối tiếp thì đấy là cách để các bạn có thể edit nhanh cái độ dài của một cái video ở dưới phần timeline của DaVinci. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng cái công cụ được gọi là công cụ edit ở đây. Các bạn bấm phím B thì các bạn có thể tiến hành cái việc cắt cái video của các bạn ra làm nhiều phần. Giả dụ ở đây mình muốn chia cái video này ra làm 3 phần. Đấy thì mình cứ di chuột đến đâu thì mình cắt đến đấy như này. Đấy các bạn muốn băm chặt ra bao nhiêu video cũng được bằng cách sử dụng công cụ cắt ở đây. Black Edit Mode bằng phím B. Đấy là các bạn thể cắt và sau đấy các bạn thể chuyển về select mode bằng phím A để các bạn thể nhấc hay dịch chuyển những cái video này của các bạn ra những cái khu vực khác nhau trong quá trình các bạn edit và nếu như các bạn muốn hoàn tác lại cái quá trình đấy thì các bạn thể bấm phím Ctrl Z để các bạn quay trở lại những cái bước ban đầu mà các bạn đang làm cùng với đó thì làm thế nào để chúng ta có thể phóng to và thu nhỏ những cái video ở dưới khu vực timeline này thì các bạn sẽ có cái phím được gọi là Ctrl cộng đây và căn trôn trừ để các bạn thể phóng to thu nhỏ cái video của chúng ta ở dưới cái khu vực timeline thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cái cách đơn giản để các bạn tiến hành cắt thô video ở trong giao diện edit của davinci cũng như cách chúng ta cắt ghép và dịch chuyển những cái đường video đã làm ở trong timeline của phần mềm này hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách làm thế nào để các bạn có thể thêm những cái đường audio và đường video ở dưới khu vực timeline cũng như những cái tính năng của các cái đường này và cách làm thế nào để chúng ta có thể phóng to thu nhỏ nó để có thể quan sát một cách dễ hơn trong quá trình chúng ta tiến hành biên tập. Thì đầu tiên đó là mặc định chúng ta sẽ có hai cái đường video 1 và audio 1. Nó là cái đường mặc định đầu tiên mà chúng ta có. Tuy nhiên trong quá trình làm chúng ta sẽ cần thêm những cái đường video khác. Chẳng như ở đây mình đang có đường video 2, video 3 thì các bạn sẽ tạo đường bằng cách chỉ việc cần nhất nó lên như thế này là nó sẽ lên đường 2, Nhất thế này nó sẽ lên đường 3. Và nếu như các bạn muốn tạo tiếp thì các bạn sẽ chuột phải vào cái khu vực trống này, các bạn chọn mục được gọi là add track ở đây thì các bạn sẽ có hai cái mục add track. Một là chúng ta chỉ add đường video và hai là chúng ta sẽ add cả đường video và đường audio cùng một lúc. Sau khi các bạn click vào đây thì các bạn sẽ thấy phần mềm hỏi là chúng ta muốn add thêm bao nhiêu thì các bạn sẽ gõ thêm vào đây từng đấy và các bạn ấn add track thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có thêm đường video 4 và đường audio 4 ở dưới đây đấy các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cả hai cái đường như này và các bạn sẽ có một cái thanh ở phía bên tay phải đây là thanh co kéo để chúng ta nhìn thấy được những cái đường video ở dưới mà chúng ta đang làm hay đang sử dụng để các bạn thể nhấc nó lên, nhấc nó xuống cho nó tiện. Ngoài ra thì các bạn có thể thay đổi cái kích thước của những cái đường này rất đơn giản bằng cách các bạn để chuột vào giữa cái đường video 1 và 2 ở khu vực này xong bạn co kéo này thì nó sẽ bé đi này, các bạn đẩy nó lên thì nó sẽ to lên như thế này. Đấy, nó áp dụng được cho cả đường audio lẫn đường video. Các bạn đều có thể làm tương tự luôn để thay đổi cái kích thước của nó để các bạn dễ quan sát hơn trong quá trình làm việc. Ngoài ra thì các bạn có thể cân đối cái khoảng cách giữa đường audio 1 và video 1 bằng cách để chuột vào giữa hai cái đường này để các bạn co lên, co xuống như này để các bạn dễ quan sát hơn trong quá trình mà các bạn làm việc. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái nguyên tắc đó là đường video ở trên sẽ che đi đường video ở dưới. Như ở đây chẳng hạn chúng ta để đường này ở trên thì đương nhiên nó sẽ che đi cái đường ở dưới như này. Thì các bạn cứ nhớ cho mình là với video đường trên nó sẽ che đi hình ảnh của đường phía dưới. Và chúng ta sẽ có một số cái biểu tượng ở đây như là nếu như các bạn muốn khóa cái đường video lại thì các bạn click vào đây thì nó sẽ khóa. Và các bạn muốn tắt nó đi không cho nó hiển thị thì các bạn ấn vào đây thì cái đường video 1 của chúng ta cũng sẽ không hiển thị đấy và với đường audio cũng vậy thì các bạn cũng có thể khóa nó lại bằng cái khóa này bấm vào để unlock này và các bạn có thể chọn chế độ mode check ở đây là các bạn sẽ tắt âm đi và cái đường âm này sẽ không còn hoạt động nữa nếu như các bạn không muốn sử dụng đến thì như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn có thể làm chủ được cái không gian ở dưới timeline edit của DaVinci cũng như cách để tạo cũng như thêm những cái đường check video và audio. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để xóa một video ở trong DaVinci Resolve cũng như là để chúng ta có thể tách được đường hình và đường tiếng ở trong một cái video như thế nào. Thì đầu tiên đó là làm thế nào để chúng ta có thể xóa được một video ở trong DaVinci thì có một cách rất là đơn giản đó là các bạn chỉ cần click vào cái video mà chúng ta muốn xóa xong chúng ta ấn delete thì phần mềm sẽ tự động xóa cái video đấy của chúng ta đi và đẩy những cái video ở phía bên phải vào sát với video đầu tiên nhưng nếu như chúng ta không muốn nó đẩy vào thì làm như thế nào thì các bạn sẽ nhìn ở đây chúng ta có một cái biểu tượng cái khóa các bạn click vào khi si các bạn click vào thì các bạn chỉ việc vôi xóa thì chúng ta sẽ không tự động đẩy cái phần video còn lại sát vào đây vậy thì làm thế nào để chúng ta xóa được cái khoảng không này thì các bạn tắt cái biểu tượng này đi xong các bạn click vào các bạn ấn delete là chúng ta sẽ xóa bỏ được cái khoảng trống đấy thế là cách để chúng ta có thể xóa bỏ một video ở trong DaVinci và vấn đề thứ hai đó là làm thế nào để chúng ta có thể tách được cái đường hình và đường tiếng làm hai đường độc lập giả dụ ở đây chúng ta chỉ muốn lấy hình thôi chúng ta không muốn lấy tiếng thì làm thế nào thì các bạn sẽ nhìn vào đây chúng ta có biểu tượng một cái link section các bạn click vào để nó tối đi sau đấy các bạn sẽ thấy này đường hình và đường tiếng của chúng ta đã độc lập và để xóa đi đường tiếng thì các bạn chỉ cần click chuột phải vào đường tiếng các bạn chọn mục ở đây đấy là chúng ta đã có thể xóa bỏ được cái đường tiến đi và chúng ta chỉ còn giữ đường hình ngoài ra thì các bạn cũng có thể xóa bằng cách các bạn lốc cái đường tiếng vào hoặc lốc cái đường hình vào như ở đây mình lốc cái đường hình này lại này khóa như này và chỉ còn đường tiếng thôi thì sau đấy các bạn chỉ việc đơn giản là ấn phím delete là các bạn có thể xóa được cái đường tiếng đi mà không ảnh hưởng gì đến cái đường hình cả thì như vậy là vừa rồi chúng ta đã học cách đơn giản để làm thế nào có thể xóa được một cái video ở trong timeline của DaVinci cũng như là tách đường hình và đường tiếng ra khỏi nhau trong phần mềm này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Siêu thức của các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để có thể đưa file nhạc vào trong phần mềm DaVinci cũng như cách để có thể gọi là thay đổi âm lượng của cái file nhạc này. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ cần phải chuột phải vào cái khu vực này xong các bạn chọn cho mình cái mục import media ở đây. Sau đấy các bạn chọn đến đúng cái folder nơi chứa cái nhạc của các bạn. Sau các bạn click vào file, các bạn chọn open như thế này là chúng ta sẽ có cái file nhạc ở đây. Các bạn click đút vào để xem được cái file nhạc mà chúng ta đang có. Như này chẳng hạn, đây nó sẽ rất là dài như này chẳng hạn. Giả dụ như là chúng ta sẽ muốn lấy một đoạn của nó thôi. Chẳng hạn chúng ta muốn lấy từ cái đoạn là này chẳng hạn, đây một đoạn như này, lấy từ đây. Thì các bạn bấm phím Y một cái để các bạn lấy điểm đầu. Xong các bạn sẽ kéo một đoạn, chẳng hạn chúng ta chỉ muốn lấy đến đây thôi chẳng hạn đây chúng ta bấm phím ô sau đấy các bạn sẽ kéo cái phần âm thanh này nhấc từ trên này xuống đây như này đấy là các bạn đã có thể đưa cái âm thanh của chúng ta xuống nếu như các bạn muốn lấy tất cả cái đường audio này thì các bạn sẽ kỷ việc cầm file và kéo cả nó xuống đây là xong thì đấy là cách để chúng ta đưa một file nhạc vào trong DaVinci sau khi đã đưa file nhạc vào đây rồi vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể à, co kéo nó ngắn lại dài ra với những đoạn mà chúng ta không muốn thì chẳng hạn đây các bạn sẽ bấm phóng to nó lên như này chẳng hạn đây chúng ta phóng to nó lên đấy sau khi các bạn chẳng hạn các bạn thể co kéo nó y như đối với cái đường video đấy các bạn có thể co kéo nó y hệt luôn đấy bằng cách như vậy thì các bạn cũng có thể co ngắn hoặc thu dài nó lại như này cho nó vừa với cái phần mà chúng ta đang muốn lấy âm đấy như này vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tăng giảm âm lượng của nó thì các bạn click vào đường audio như này xong các bạn nhìn đến đây các bạn sẽ có một cái tab được gọi là mixer các bạn click vào thì ở đây các bạn có thể tăng giảm âm lượng của đường audio theo đường giả dụ nó ở đường 2 đi chẳng hạn các bạn muốn tăng nó lên thì các bạn kéo nó lên như này thì các bạn sẽ thấy là sung của nó sẽ to này đấy mắc khung luôn còn nếu như các bạn muốn nó nhỏ thì các bạn chỉ cần kéo nó xuống thì các bạn sẽ thấy âm của nó sẽ nhỏ đi thì đấy là cách để các bạn có thể chỉnh nó qua cái âm được gọi là mixer của phần mềm DaVinci ngoài ra các bạn có thể click vào mục inspector ở đây thì các bạn sẽ có một cái phần gọi là volume thì các bạn thể tăng giảm nó bằng cách kéo cái cần này để cho cái âm của chúng ta uh, to hơn hay nhỏ đi thì các bạn sẽ nhìn này ở dưới đây chúng ta sẽ có cái sung nó thay đổi theo cái kích thước mà chúng ta co kéo đây đấy thì mình chỉ có một lưu ý thôi đó là các bạn đừng bao giờ để âm thanh của chúng ta nó bị đạt đến ngưỡng đỏ như thế này thông thường nó chỉ cần đến ngưỡng vàng là đủ để chúng ta có thể nghe và tránh cái tình trạng gọi là bị vỡ tiếng thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn có thể đưa đường âm vào trong DaVinci tăng giảm âm lượng của nó như thế nào cũng như co kéo độ dài hẹn lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để tạo hiệu ứng tăng dần âm lượng và nhỏ dần âm lượng ở trong DaVinci. Thì bước đầu tiên các bạn co cho mình cái đường audio 2 này nó trở nên to một chút để chúng ta dễ quan sát hơn. Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy ở trong chúng ta sẽ có một cái đường và khi các bạn để chuột lên một tí này thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện hai mũi tên lên trên và xuống dưới. Thì hai cái mũi tên này sẽ có tác dụng giúp cho các bạn có thể tăng hoặc giảm cái âm lượng của cái đường audio này. Đấy, bên cạnh việc các bạn chỉnh ở ngoài. Vậy bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể thu nhỏ hoặc tăng dần âm lượng của một đoạn audio? Các bạn click vào cái đường audio 2 xong các bạn click lên một inspector ở đây. Các bạn sẽ có cái mục volume thì các bạn sẽ kéo cho mình đến cái đoạn mà chúng ta muốn âm lượng hiển thị đầy đủ. Sau đấy, chúng ta tích vào OK Frame như thế này. Sau đó các bạn kéo về điểm đầu, các bạn sẽ kéo nó nhỏ đi. Đấy thì âm của chúng ta nó sẽ gọi là âm tăng dần lớn lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thử ấy thì nó sẽ gọi là âm nó lớn dần lên. Còn bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn bỏ cái keyframe này đi thì chúng ta làm thế nào? Thì các bạn chỉ cần click lại vào cái keyframe ở đây, các bạn kéo về đúng điểm đầu này, các bạn tạo đây, các bạn bỏ keyframe đi. Đấy và các bạn click vào đây, các bạn nhấn phím delete để các bạn loại bỏ keyframe đấy. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cách thứ hai đó là các bạn nhìn này, chúng ta sẽ có cái điểm À, ô vuông ở đây ở điểm cuối đây đây chẳng hạn các bạn nhìn này mình sẽ làm một điểm cuối cho các bạn dễ nhìn đây các bạn sẽ có một cái điểm ô vuông này nhỏ nhỏ xinh xinh như này đấy màu trắng nhỏ này thì các bạn cũng có thể tăng giảm âm lượng bằng cái này bằng cách chẳng hạn đến đây là chúng ta hết âm chúng ta sẽ co vào đây một đoạn như này xong các bạn di chuột vào này các bạn sẽ thấy này các bạn có thể kéo nó như thế này đấy xong các bạn sẽ nghe thử đây hạn. chúng ta sẽ đến đây này các bạn sẽ thấy này À, âm lượng chúng ta sẽ nhỏ dần lại thì đấy là hai cách cơ bản để các bạn có thể làm cái hiệu ứng tăng âm lượng và thu nhỏ âm lượng ở trong DaVinci hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể chèn một cái text vào trong cái video của chúng ta với DaVinci thì bước đầu tiên các bạn sẽ tắt cái mục Media Pool này đi để cho chúng ta có một cái không gian rộng hơn sau đó, các bạn sẽ click vào mục uh, effect ở ngay bên cạnh và các bạn tìm đến mục title. Thì ở đây DaVinci có trang bị sẵn cho chúng ta một số các cái mẫu text khác nhau để các bạn có thể dùng và sử dụng luôn và các bạn có thể xem trước nó ở ngay cái khu vực hình nhỏ nhỏ ở đây. Đấy để xem trước. Và ở đây chúng ta sẽ tạo một cái text tùy chỉnh, đó là chúng ta tạo custom title. Thì chúng ta kéo nó xuống cái đoạn video mà chúng ta muốn có. Xong chúng ta di chuyển cái thanh thời gian đến đây và co nó bằng với thời lượng mà chúng ta mong muốn. Sau đấy các bạn sẽ click lên mục Inspector ở đây để các bạn hiển thị ra cái nơi chúng ta có thể tùy chỉnh cái text. Như ở đây chẳng hạn, mình sẽ gõ vào đây là chẳng hạn là học dựng video cơ bản như thế này. Sau đấy các bạn có thể thay đổi cái phông chữ của nó ở khu vực phông bằng cách tìm đến cái phông mà các bạn muốn. Thì ở đây thì mình sẽ dùng cái phông EC này. Đấy, in hoa và chúng ta sẽ có cái mục để chỉnh màu sắc là mục color. bạn click vào, mình sẽ chọn cái này là màu da cam. đấy và các bạn có thể chỉnh cái kích thước của text bằng cái mục size như này. đấy chỉnh kích thước của nó. đấy và ngoài ra chúng ta sẽ còn rất là nhiều các cái thông số ở khu vực dưới này. thì tuy nhiên thì mình sẽ để dành hẳn một cái video khác để nói về nó. trong phạm trù video này thì mình chỉ muốn hướng dẫn các bạn những cái gì cơ bản nhất thôi. và chúng ta sẽ có cái mục ở bên này được gọi là mục setting nếu như các bạn muốn tạo cho text của các bạn có một cái viền ở xung quanh thì các bạn sẽ phải vào mục Shading này xong các bạn sẽ ấn vào mục Red outline ở đây ở mục Shading element đây các bạn ấn vào xong các bạn click vào mục Enable và các bạn sẽ tùy chọn cái mục ở dưới đây thành cái mục Text outline như thế này và chúng ta sẽ có cái viền thì ở đây có mục Thickness là nơi các bạn sẽ tạo cái độ dày cho cái viền của chữ chúng ta và mục phía dưới này là cái màu của cái viền các bạn click vào xong các bạn để chọn cái màu viền mà các bạn mong muốn đấy, trong quá trình các bạn làm đây chẳng hạn mình chọn màu trắng hạn xong mình nhấn ok đấy thì đấy là cách để các bạn thể tạo viền cho chữ vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể dịch chuyển được vị trí của text ở trong davinci thì các bạn sang mục setting các bạn sẽ có cái mục gọi là zoom tức là phóng to và thu nhỏ cái text của chúng ta lại và mục poison là nơi chúng ta thể dịch chuyển theo chiều dọc và chiều ngang đấy các bạn để dịch chuyển xuống đây chẳng hạn đấy và nếu các bạn không thích thì các bạn chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng Reset ở ngay bên cạnh đây là nó sẽ điều chỉnh lại tất cả các thông số mặc định. Chúng ta có thể xoay nó bằng mục Rotation Angle đây. Đấy, các bạn có thể xoay. Đấy. Hay là các cái mục khác thì các bạn có thể pick nó, tức là cái độ ngửa ra, ngửa vào của nó. Đây, nếu như các bạn muốn. Đây, mục Row đây, tức là chúng ta xoay theo chiều kia. Đấy. Và các bạn cũng có cái tính năng có thể đảo ngược tách. Đây, đảo ngược chiều dọc, đảo ngược chiều ngang. Thì đấy là cái cách cơ bản để các bạn có thể thêm tách và dịch chuyển vị trí của tách ở trong phần mềm Davinci. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để có thể add những cái hiệu ứng chuyển cảnh vào trong video ở Davinci. Thì các bạn sẽ vẫn mở cái giao diện effect như là trong video bài học trước. Sau đó các bạn chuyển lên mục video transition. Thì ở trong Davinci có trang bị sẵn cho chúng ta tương đối là đủ những cái hiệu ứng chuyển cảnh cơ bản thường dùng trong làm video thì như giả dụ ở đây chẳng hạn chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng bất kỳ ở đây các bạn thể chọn xem trước nhé bằng cách các bạn chỉ cần để chuột vào đây thôi đây chẳng hạn các bạn để chuột vào và các bạn di như này đấy các bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng của nó khi mà các bạn áp vào đây có sẵn rất là nhiều các cái hiệu ứng khác nhau mà mình nghĩ rằng là nó tương đối đủ với những ai dùng cơ bản như ở đây chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng gọi là nó gọi là flat chẳng hạn thì các bạn sẽ kéo cái đường thời gian đến cái điểm giao giữa hai cái video sau đấy các bạn chỉ cần nhấn click đúp vào cái hiệu ứng là nó sẽ có cái phần hiệu ứng ở đây cho các bạn đây đấy, các bạn sẽ thấy thì cái phần hiệu ứng nó sẽ có biểu tượng là một cái đường như này thì các bạn có thể dựa trên cái đường này để các bạn kéo dài hoặc thu ngắn cái tác động của cái hiệu ứng lên cái sót hình của chúng ta. Còn nếu như các bạn muốn tùy chỉnh sâu thì các bạn click vào mục Inspector ở trên này thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện Transition. Và ở đây các bạn có thể tùy chỉnh cái thời lượng mà các bạn muốn. Chẳng hạn các bạn muốn cái sót này nó lóe lên trong khoảng 1,5 giây chẳng hạn hay là bao nhiêu giây. Đấy, tùy vào cái mục đích của các bạn. Và chúng ta sẽ có cái căn gọi là gì? Nó sẽ gọi là lóe thiên về bên nào? bên uh, clip bên phía trước hay là ở giữa hai clip hay là ở phía bên clip bên phải đấy tức là ở cuối clip này giữa cả hai clip và đầu clip kia tùy vào các bạn và các bạn cũng có thể tinh chỉnh được cái độ sáng của nó ở đây chẳng hạn chúng ta chỉ muốn nó sáng vừa thôi hoặc các bạn muốn nó sáng lóa như này chẳng hạn đấy và cái thông số đậm màu lên chẳng hạn chúng ta muốn nó không đậm màu nhiều mà nó lóe như này chẳng hạn đấy chúng ta sẽ xem thử đấy chẳng hạn thì đối với mỗi hiệu ứng cái khu vực bên này nó sẽ có những cái tùy chỉnh và những cái giao diện khác nhau giả dụ đây chúng ta sẽ chèn tiếp một cái clip đây chẳng hạn là chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng gọi là class zoom đây chẳng hạn đây các bạn sẽ có một cái class zoom như này đấy thì chúng ta add nó vào chẳng hạn đấy chúng ta cũng click vào nó ở dưới đây thì các bạn cũng thể chỉnh được thời lượng này và chỉnh được cái mức độ mờ phóng mờ của nó khi mà nó zoom lên đây chẳng hạn chúng ta sẽ xem thử đấy 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 như thế này và làm thế nào để chúng ta có thể xóa được hiệu ứng chuyển cảnh khỏi cái timeline davinci thì các bạn chỉ cần click vào đây sau các bạn bấm phím delete là các bạn có thể xóa được cái hiệu ứng chuyển cảnh của các bạn một cách rất là đơn giản thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn có thể add những hiệu ứng chuyển cảnh vào giữa các cái video ở trong timeline với phần mềm davinci hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để các bạn có thể copy thêm những cái hiệu ứng chuyển cảnh ở bên ngoài vào trong phần mềm DaVinci thì mình có một cái website chuyên chia sẻ cho mọi người những cái hệ thống hiệu ứng này, những cái template vân vân dùng cho DaVinci cũng như là dùng cho những phần mềm khác như là Adobe After Effects hay là Premiere thì các bạn có thể vào website này để loát. và mình có đính kèm cho các bạn ở trong phần học liệu đó là chúng ta sẽ có cái folder Transition ở đây Nơi chúng ta có những cái bộ truyền cảnh Để chúng ta add vào Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ uh, download về Và các bạn sẽ copy cho mình toàn bộ Những cái hiệu ứng ở trong cái folder DaVinci như này Các bạn ấn Ctrl C để copy Sau đấy các bạn sẽ mở lên Ở bộ Windows Thì các bạn sẽ vào cho mình đường dẫn Như mình ghi ở trên màn hình đấy Xong rồi các bạn sẽ vào và các bạn sẽ tạo cho mình cái đường dẫn Ở đây, như ở đây mình đã tạo sẵn Thì mình sẽ xóa đi Thì các bạn vào đến cái folder Template ở đây Như thế này đây chẳng hạn, sau khi các bạn chuột phải, các bạn chọn new, các bạn tạo cho mình một cái folder được gọi là edit như này. Sau khi tạo xong edit thì các bạn vào tiếp, các bạn chuột phải, các bạn chọn new, các bạn tạo cho mình một cái folder với cái tên là change season. Thì làm thế nào để có thể hiển thị cái đường dẫn program data này? Thì các bạn nếu vào view, các bạn chọn mục sâu, các bạn bật cái gọi là hidden item lên. Những bạn nào chưa biết cách bật thì các bạn có thể search trên mạng là làm thế nào để sâu folder ẩn ở trong Windows. Sau khi chúng ta có cái change season này rồi thì các bạn chỉ việc Ctrl V. Paste nó vào trong đây là xong Sau đó các bạn tiến hành quá trình khởi động phần mềm DaVinci Resolve lên Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái thành quả là liệu cái hiệu ứng này đã được add vào trong phần mềm hay chưa Như các bạn này thấy thì chúng ta đã có rất là nhiều các hệ thống hiệu ứng đã được copy paste và vào đây Đấy như các bạn thấy đây chúng ta đã có sẵn rồi Thì cũng rất là đơn giản thôi để dùng thì chúng ta cũng vẫn y hệt như là các cách dùng kia Đây chẳng hạn mình sẽ uh, click đúp vào đây chẳng hạn để tạo hiệu ứng Đây xong rồi chúng ta cùng nhau xem thử cái hiệu ứng này nó như thế nào Đấy, các bạn thể thấy cái hiệu ứng Thì đương nhiên là cái hiệu ứng ngoài này nó sẽ nặng hơn rất là nhiều So với những cái hiệu ứng mà chúng ta sử dụng sẵn có ở trong phần mềm Bởi vì nó là những hiệu ứng phức tạp hơn rất là nhiều Đấy, thì chúng ta có thể add bao nhiêu hiệu ứng vào trong cái phần mềm này Tùy chúng ta Đấy, các bạn thể thấy chúng ta sẽ có rất là nhiều cái hiệu ứng khác nhau để chúng ta thể add vào đây Thì như vậy là vừa rồi Mình đã dẫn các bạn cách đơn giản Để các bạn có thể thêm những hiệu ứng chuyển cảnh Ở bên ngoài vào trong DaVinci Hẹn lại các bạn ở trong những video bài học sau Xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản để làm thế nào các bạn có thể xem video một cách mượt hơn ở trong DaVinci Series Shop trong quá trình mà chúng ta tiến hành hậu kỳ. Giả dụ ở đây chúng ta sẽ có những cái hiệu ứng chuyển cảnh như này thì thông thường nếu như mà các bạn xem bình thường ấy nó sẽ bị giật. Vậy thì làm thế nào để chúng ta giúp cho nó không bị giật? Thì các bạn có thể đơn giản như sau. Đầu tiên, các bạn mục DaVinci Series Shop, các bạn chọn một Preference sau đó các bạn tìm đến cái mục được gọi là Media Storet, các bạn lưu ý là các bạn add vào đây cho mình và các bạn tìm đến một cái ổ nơi các bạn sẽ lưu trữ một cái file mà chúng ta gọi là file đệm cache để giúp cho chúng ta có thể preview mượt hơn. Tuy nhiên thì mình khuyên là các bạn đừng có lưu cái này vào ổ C nơi cài đặt phần mềm cũng như cài đặt Windows. Các bạn nên lưu nó sang một cái ổ cứng độc lập hoặc một cái phân vùng khác để đảm bảo cho cái việc gọi là lưu trữ cũng như xóa sau này nó tiện hơn. đấy các bạn chọn ở đây, xong các bạn ấn xếp cho mình. Sau đó các bạn vào mục Playback ở trên này các bạn tìm đến mục render cache và các bạn chọn cho mình mục user hoặc mục smart để nó sẽ tự động tiến hành cho các bạn chẳng hạn đây mình chọn năn chẳng hạn và mình sẽ add một cái hiệu ứng ở đây như các bạn thấy này nó sẽ bị hơi giật như này đúng không đấy thì các bạn chỉ việc vào gì playback các bạn chọn đây cache các bạn chọn một trong hai cái mục này user hoặc là smart tùy vào các bạn đây chẳng hạn mình chọn user này chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy không nó sẽ tự động tiến hành quá trình gọi là render để tạo cho chúng ta những cái đường màu xanh như này chẳng hạn để xem nó không bị giật này Đấy, hoặc không các bạn có thể chuyển đổi thành render cache smart như này. Đấy thì bất cứ chỗ nào nó có cái hiệu chuyển cảnh thì phần mềm sẽ tự động xác định và tiến hành pre-render trước cho chúng ta. Đấy, nó sẽ rất là mượt các bạn thấy không? Và nếu như các bạn muốn xóa bớt những cái file cache đi cho đỡ đầy ổ thì các bạn chỉ việc vào mục delete render cache và các bạn chọn delete all là nó sẽ tự động xóa đi tất cả những cái file đệm của chúng ta và giúp cho chúng ta trong quá trình dựng cũng như biên tập video nó trở nên mượt mà hơn so với bình thường. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giao diện chỉnh màu của phần mềm DaVinci cũng như tìm hiểu một số tính năng cơ bản để chỉnh màu cho video trong phần mềm này như là làm thế nào để chúng ta thể chỉnh sáng tối, chỉnh độ tương phản và làm cho màu sắc trở nên tươi hơn. Thì các bạn sẽ click sang cái giao diện chỉnh màu hay gọi là color của phần mềm DaVinci thì cái giao diện này chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố ở trong nó thì mình cũng sẽ không thể nói hết trong phạm chủ của cái video bài học cơ bản này được thì mình sẽ làm ở những cái video theo những cái chủ đề cụ thể riêng thì các bạn sẽ có một cái màn hình đầu tiên ở trên đây là màn hình để xem preview màn hình ở khu vực phía dưới này là màn hình để chúng ta chọn những cái shot mà chúng ta muốn tiến hành cái quá trình được gọi là chỉnh màu thì chúng ta chọn lựa ở dưới đây và mình sẽ chọn cái shot 3 này và phía dưới này là cái thanh thời gian để chúng ta có thể chỉnh Đấy, các thứ thì chúng ta sẽ lấy ở dưới này và các bạn có phần bên này được gọi là nốt đờ. thì cái này là một cái nâng cao rồi thì mình sẽ dành riêng trong một cái video khác và để có thể chỉnh màu cơ bản cho một cái video trong DaVinci thì các bạn sẽ có bốn cái thanh xoay để các bạn có thể tiến hành chỉnh thì đầu tiên các bạn sẽ có đó là cái thanh xoay offset ở đây là nơi mà các bạn có thể xoay để tinh chỉnh độ sáng của toàn bộ khung hình Đấy, sáng tối của toàn bộ khung hình thì các bạn sẽ dùng cái thanh offset này để các bạn tiên chỉnh. Thứ hai các bạn sẽ có thanh gain là nơi các bạn sẽ tinh chỉnh những cái độ sáng của những vùng sáng trong khung hình. Chẳng hạn những cái khu vực nó có ánh sáng tác động lên. Đấy, thì các bạn sẽ dùng cái thanh gain này để các bạn thể tinh chỉnh. nó thì các bạn sẽ dùng cái thanh gain. Đấy, các bạn dùng thanh gain như này. Các bạn sẽ có cái thanh gamma là nơi mà các bạn sẽ tinh chỉnh cái độ sáng tối của cái vùng trung tính trong khung hình tức là những vùng mà được chiếu sáng nhưng nó không quá là sáng và quá là gắt đấy thì các bạn sẽ dùng cái gamma này để các bạn tiến hành cái quá trình điều chỉnh và cuối cùng chúng ta sẽ có clip là nơi để chúng ta chỉnh độ sáng tối của những khu vực mà nó bị có màu tối đấy như bạn thấy không mình kéo thì những khu vực có màu tối nó tối đi này nâng lên này thì nó sẽ sáng lên đấy thì cái clip này nó có cái tác dụng đấy để trong quá trình làm chúng ta có thể tinh chỉnh những cái thông số này để làm sao cho video của các bạn nó có đủ ánh sáng chẳng hạn trong quá trình mà các bạn sử dụng Đấy thì các bạn có thể tinh chỉnh bằng mấy cái đó ngoài ra thì chúng ta sẽ có một số mục khác như là nhiệt độ màu đây nếu các bạn muốn clip ấm hơn thì các bạn đẩy lên và nếu như các bạn muốn clip nó lạnh đi thì các bạn đẩy xuống đây chẳng hạn các bạn mình muốn nó lạnh như này chẳng hạn thì mình sẽ đẩy cái phần nhiệt độ màu này xuống thì cái khung hình nó sẽ trở nên lạnh hơn các bạn sẽ có cái mục trinh tức là cái thiên về màu tím hơn hay là thiên về màu xanh hơn Đấy thì các bạn có thể tinh chỉnh ở khu vực này để có thể tinh chỉnh cái độ thiên lệch đấy. Chúng ta sẽ có con chat tức là độ tương phản. Các bạn muốn tăng độ đậm nhạt cho khung hình thì các bạn tăng ở đây. Đấy con chat. Và chúng ta sẽ có cái vùng mist lên tải ở đây tức là cái độ tăng sắc nét của khung hình đấy các bạn thể tăng cái độ sắc nét của nó lên đấy nếu hay là giảm bớt đi tùy vào các bạn đấy giảm bớt đi hay là tăng lên đấy, ở đây thì mình để mặc định là không thôi mình không tăng cũng không giảm và các bạn sẽ có phần ở dưới là color boost ở đây Đấy là tăng cái độ đậm nhạt, tươi sáng của màu sắc của các bạn. Đấy các bạn thể dùng color boost. Các bạn sẽ có một số cái thanh nhà đâu tức là chỉnh độ vùng tối của các bạn, độ sáng tối của vùng tối nó gần giống cái clip này. Đấy, cái highlight thì nó gần giống cái gain. Và các bạn sẽ có cái saturation ở đây. Đấy là tăng độ đậm nhạt của màu sắc. Đấy các bạn tăng lên thì dùng cái này. Và các bạn sẽ có mục hue tức là thay đổi cái hiển thị màu sắc ở trong khung hình. Thì như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sơ qua về cách làm thế nào để các bạn có thể tăng giảm độ sáng ở trong video cũng như là tinh chỉnh một số các cái thông số màu sắc cơ bản ở trong khung giao diện chỉnh màu của phần mềm DaVinci. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video bài học sau. Xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay. Trong video bài học này chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm thế nào để chúng ta có thể add thêm rút màu mà chúng ta có thể download ở ngài vào trong cái phần mềm DaVinci. Thì đầu tiên đó là chúng ta sẽ mở DaVinci lên và chúng ta sẽ có cái giao diện color. Sau đó các bạn sẽ vào mục file, các bạn chọn cho mình mục project setting. Sau đấy các bạn chuyển xuống mục color management. Thì ở đây kéo xuống phía dưới chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục được gọi là Open Loot Folder Tức là đây là cái folder nơi chứa những cái nút màu của cái DaVinci này để chúng ta có thể copy paste vào Thì các bạn ấn Open sau khi các bạn đã open xong thì các bạn sẽ thấy đây là cái địa chỉ nơi lưu tất cả các cái nút màu của DaVinci. Thì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn một số cái nút màu ở đây. Thì mình có chuẩn bị ở trong phần học liệu cho các bạn. Thì ở dụ chúng ta sẽ click vào đây. Xong chúng ta phải chúng ta chọn copy sau đó các bạn sẽ paste nó vào cái folder nơi chứa nút màu của DaVinci và chúng ta sẽ quay lại phần mềm ở trong phần mềm các bạn sẽ bấm vào cái mục gọi là update list ở đây như này xong các bạn ấn save để ao ra và các bạn click cho mình vào cái mục phía trên đây có chữ nút thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái nút vừa mới add vào đây là PGS Add Film và để add nút vào cái nút nào thì các bạn chỉ việc chọn cái nút đấy xong rồi các bạn chỉ việc click nút vào Đấy, thì chúng ta có thể chuyển đổi các loại màu sắc khác nhau cho cái video của chúng ta tùy vào cái nút màu và cái màu sắc mà các bạn muốn thì như vậy là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách đơn giản để các bạn có thể copy cũng như add thêm nút màu vào trong DaVinci hẹn lại các bạn ở trong những video bài học sau xin chào tất cả các bạn đã đến với video bài học ngày hôm nay trong video bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng trong cái series học Davinci Resolve cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đó là chúng ta sẽ tiến hành quá trình làm thế nào để có thể xuất file ở trong Davinci. Thì để xuất file ở trong Davinci, thì các bạn nhớ click vào cái biểu tượng Deliver ở đây. Đấy. Thì chúng ta sẽ được chuyển sang cái dự làm việc xuất file của cái phần mềm này thì đối với DaVinci Resolve thì cái giao diện làm việc này nó rất là đơn giản thôi thì các bạn sẽ có một cái phần đầu tiên đó là các bạn sẽ có cái custom export tức là nơi các bạn có thể tùy chỉnh và chọn lựa những cái chuẩn video theo ý thích của các bạn thì các bạn có thể chọn ở dưới đây đấy, chọn tất cả mọi thứ theo ý thích bên cạnh đấy chúng ta cũng sẽ có những cái tùy chọn khác nhanh chóng hơn chẳng hạn chúng ta muốn xuất 264 này chúng ta muốn xuất 264 HyperDeck này chúng ta muốn xuất H265 này hay chúng ta muốn xuất những cái chuyển để phù hợp với những cái trang chẳng hạn như chúng ta xuất để up YouTube HD, chúng ta up YouTube 4K vân vân thì chúng ta có thể tùy chọn ở cái khu vực này để có được cái chất lượng file tương ứng và tốt nhất cho cái quá trình mà chúng ta tiến hành upload lên những cái uh, gọi là nền tảng mạng hội đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xuất sang XML của Premiere để các bạn tiến hành cái quá trình đó tiếp tục edit hay làm một cái gì đó ở bên Adobe Premiere hoặc sang Final Cut vân vân đều được. Tức là các bạn có thể liên kết những cái file đã dựng ở trong cái DaVinci này với những cái hệ thống phần mềm khác. Ở khu phía dưới, chúng ta sẽ có cái phần gọi là File Name. Khi các bạn à, chọn bất cứ một cái chuẩn xuất nào thì chúng ta sẽ đều có nó. Như ở đây mình chọn chuẩn xuất là YouTube chẳng hạn, Full HD. Thì ở đây các bạn sẽ có File Name, thì các bạn đặt tên ở đây là học dựng DaVinci chẳng hạn như này. Xong ở dưới là Location, tức là nơi mà chúng ta sẽ lưu cái file chúng ta định xuất ra. Thì ở đây các bạn click vào mục Pro và ở dưới chúng ta có thể tinh chỉnh thêm các thông số khác nhau như ở đây là độ phân giải này đấy nãy mình có nói với các bạn rồi các bạn có thể tùy chọn độ phân giải tương ứng với cái chuẩn video các bạn đã quay các bạn để chọn frame rate này frame rate thì nó tự động nhận ở đây là file này của mình là quay 59.94 các bạn để chọn format ở đây là mp4 hoặc quicktime codec là chúng ta chọn 264 hoặc rai 265 tùy vào cái chuẩn các bạn muốn up tip ở đây tức là mình sẽ tận dụng cái cả màn hình nvidia hay là intel sync của intel để hỗ trợ quá trình chúng ta tiến hành render và dưới là chúng ta có chọn chuẩn audio là chọn stereo hay chọn các thứ vân vân đấy thì các bạn chỉ cần nhớ những cái tham số cơ bản nhất thôi và sau đó các bạn chỉ cần ấn vào cái mục ở đây đó là add to render queue các bạn ấn vào đấy thì chúng ta sẽ có cái phần job ở bên này nó đây là job một các bạn cũng có thể xuất file hàng loạt ở phía bên này nhé và sau đấy các bạn chỉ cần ấn vào nút render on thì phần mềm sẽ tiến hành cái quá trình render trực tiếp cho chúng ta các bạn thể xem được cái preview ở đây luôn đấy thì lưu ý là cấu hình máy các bạn càng mạnh thì đương nhiên là cái quá trình render của các bạn càng nhanh. Ngoài ra nếu như các bạn chỉ muốn render một đoạn video thôi mà các bạn muốn thôi, chẳng hạn đây các bạn chỉ muốn render một đoạn từ đây chẳng hạn. Đây, render từ đây. Thì các bạn cũng có thể chọn bằng cách bấm phím Y để các bạn lấy điểm đầu và các bạn chọn ở đây chẳng hạn mình chỉ muốn đến đây thôi. Đấy, ấn phím O là các bạn cũng có thể tiến hành quá trình xuất file là chỉ xuất một đoạn này thôi. Như bình thường, các bạn ấn vào add to render queue ở đây. Đấy và các bạn sẽ chọn phải rename lại cái tên các bạn để nó khỏi lập đấy hoặc các bạn chọn reflect -like, xong rồi các bạn sẽ tiến hành cái quá trình render lại như bình thường thì như vậy là vừa rồi mình hướng dẫn các bạn một cách rất là đơn giản để các bạn có thể tiến hành quá trình render file ở trong DaVinci Resolve hẹn lại các bạn ở trong những video bài học sau